Chào mừng chị và các bạn quay lại với kênh Tiếng Anh Grabby. Thì đợt này là kênh của tôi thì là cái từ khóa tiếng Tây Ban Nha và nói tiếng Tây Ban Nha được tìm kiếm nhiều, thì tôi sẽ quyết định là thời gian sắp tới tôi sẽ làm nhiều video về tiếng Tây Ban Nha. Thì hôm nay chủ đề sẽ là số đếm từ số 1 đến số 15. Vì sao từ số 1 đến số 15 thì tôi sẽ giải thích sau ở video tiếp theo. Đấy, thì hôm nay sẽ là số đếm từ số 1 đến số 15. Đấy. À, số 1 là uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Đấy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 14, 15, đấy, 15, từ 1 đến 15. Thế video tiếp theo thì sẽ là từ số 16 đến những số tiếp theo. Đấy, cho anh chị học tiếng Tây Ban Nha hiệu quả anh chị nhé.